thưa quý vị, mới đây theo hãng tin CNN đăng tải, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS đã công bố một số hình ảnh vệ tinh mới nhất về quá trình hoàn thiện tàu sân bay Type 003 của quân đội Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu Giang Nam thuộc thành phố Thượng Hải. Được biết, cho đến hiện nay thì đây là tàu sân bay thứ hai tự đóng hoàn toàn của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã đóng tàu sân bay Sơn Đông và tàu này đã được đưa vào biên chế sử dụng từ hồi tháng 12 năm 2019. Trong chuyên mục nhận định kỳ này, chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của Thạc sĩ Nguyễn Thế Phương, khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Kinh tế Tài chính về con tàu này. Ông Nguyễn Thế Phương là một chuyên gia về Biển Đông, có nghiên cứu sâu về hoạt động quân sự của một số nước, trong đó có Trung Quốc. Thưa ông Nguyễn Thế Phương, đến lúc này thì chúng ta có thể biết được những thông tin tổng quát như thế nào về tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc ạ? Thứ nhất cũng phải nhấn mạnh một điều là đây, cái tàu sân bay này được đánh giá, mà đây không phải là chủ quan tôi đánh giá mà các học giả đánh giá, và các học giả Mỹ thì họ cho rằng là đây là một trong những tàu sân bay lớn và mạnh nhất được thiết kế và được chế tạo bên ngoài nước Mỹ. Thì thông qua cái đánh giá này cũng có thể thấy được, mặc dù chưa thấy hình hài cũng như chưa biết được là cái khả năng hoạt động của tàu này thế nào, nhưng mà thông qua cái hình ảnh và thông qua cái đánh giá về mặt kỹ thuật thì đây là một trong những tàu sân bay có thể nói là có năng lực nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện tại bên ngoài các tàu sân bay của Mỹ. Thì cũng có thể thông qua hình ảnh thì cũng có thể nhận biết được là thiết kế của tàu sân bay Type 003, tức là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc. Hai tàu sân bay trước là tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Chúng ta có thể thấy là Liêu Ninh với Sơn Đông được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tàu sân bay cũ của Liên Xô, trong khi tàu sân bay thứ ba này của Trung Quốc được thiết kế dựa trên những cái nền tảng công nghệ khá là hiện đại và được mô phỏng theo xu hướng thiết kế của Mỹ. Thì tí nữa về cái phần phân biệt thì tôi sẽ nói sau, nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc họ đang muốn tiếp thu các công nghệ tối tân nhất để họ hình thành nên một cái hạm đội tàu sân bay làm nền tảng cho sức mạnh hải quân của Trung Quốc trong tương lai. Đó, thì đó là có là những một số thông tin về mặt kỹ thuật. Trung Quốc đã khởi đóng tàu sân bay này chắc có lẽ là từ giữa những năm 2010. Về mặt cụ thể thì rất là nhiều thông tin khác nhau, nhưng mà có người nói rằng là Trung Quốc họ bắt đầu thực tế đóng là bắt đầu từ năm 2017, cho tới bây giờ họ gần đóng xong. Nhưng mà trong tương lai thì phải từ khi hạ thủy tới khi mà biên chế chính thức thì còn phải 2-3 năm nữa. Tức là gì? Tức là ám chỉ một điều rằng ở Trung Quốc họ phải dành rất nhiều thời gian, tầm khoảng 10 năm từ khi đóng cho tới khi hạ thủy thì mới có thể chế tạo được một cái tàu sân bay hoàn chỉnh. Nói cách khác là chắc tàu tầm từ năm 2024 hoặc 2025 thì chúng ta sẽ chính thức thấy tàu sân bay Type 003 xuất hiện trên các vùng biển xung quanh Trung Quốc. Thưa ông, Trung Quốc đã và đang tiến hành chiến lược bành trướng trên Biển Đông. Việc phát triển tàu sân bay do nước này tự chế tạo có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược của họ? Nói cách khác, họ sẽ sử dụng tàu này như thế nào trong thời gian tới ạ? Thứ nhất là phải nắm được một cái điểm như thế này, tức là Trung Quốc rõ ràng họ đang muốn biến mình trở thành một cái cường quốc biển mạnh. Mà khi nhắc đến một cường quốc biển mạnh thì tàu sân bay chính là biểu tượng về mặt sức mạnh của một nước mạnh về biển và một nước được coi là cường quốc biển. Đó là lý do tại sao mà bắt đầu từ đầu những năm 2000 Trung Quốc đẩy mạnh chương trình xây dựng tàu sân bay của họ. Rồi khi có tàu sân bay thì Trung Quốc có thể hoàn toàn nắm giữ, tức là kiểm soát mặt biển ở những khu vực biển mà họ coi là chiến lược. Thì đối với giới chuyên gia phân tích thì những khu vực biển mà Trung Quốc coi chiến lược hiện nay là toàn bộ khu vực biển nằm bên trong chủ đạo thứ nhất và chủ đạo thứ hai, trong đó có Biển Đông. Tức là Trung Quốc xây dựng cái hạm đội tàu sân bay của họ không những chỉ để tăng cường hiện diện ở Biển Đông, mà còn tăng cường hiện diện trong suốt cái chủ biển bên trong chủ đạo thứ nhất và chủ đạo thứ hai, Biển Hoa Đông, Biển Đông và một phần nào đó là Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong tương lai. Đó, tức là khi mà nhìn dưới góc độ này thì mình phải nhìn rộng ra một chút chứ không phải chỉ bó hẹp ở Biển Đông. Tức là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, Trung Quốc không chỉ chế tạo ba cái tàu sân bay mà chúng mình biết đâu. Trong tương lai Trung Quốc sẽ còn chế tạo nhiều tàu sân bay nữa. Mục tiêu của họ là muốn thành lập được từ 3
cho tới 4 nhóm tác chiến tàu sân bay. Cái mô hình nhóm tác chiến tàu sân bay này rõ ràng là mô hình mà Trung Quốc học từ Mỹ. Bởi vì một tàu sân bay là không đủ để có thể vận hành được một cái nhóm tác chiến tàu sân bay thực sự hiệu quả, thì ngoài tàu sân bay là cốt lõi của hạm đội thì xung quanh còn có rất nhiều các tàu chiến thuộc đủ các loại khác, ví dụ như là tàu phòng không, tàu chống ngầm, tàu ngầm chẳng hạn. Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy là trong những năm gần đây á, cái tốc độ hiện đại hóa hải quân và cái tốc độ mà Trung Quốc chế tạo tàu chiến của họ được đẩy nhanh tới mức như vậy. Tức là một năm Trung Quốc có thể ra đời và Trung Quốc có thể biên chế từ 15 cho đến 20 tàu chiến các loại khác nhau, đủ loại hết. Bởi vì mục tiêu cuối cùng là gì? Họ muốn xây dựng từ 3 tới 4 hạm đội tàu sân bay. Mỗi một hạm đội có những cái thiết chế khác nhau, những cái cơ chế và những cái loại tàu khác nhau. Và cho thấy là tham vọng của Trung Quốc không chỉ dừng ở Biển Đông hay không chỉ dừng ở cái gọi là chủ đạo thứ nhất, mà còn là toàn bộ vùng Tây Thái Bình Dương và một phần nào đó là Ấn Độ Dương. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng tàu của Trung Quốc vẫn thua kém tàu của Mỹ dù mới được chế tạo. Ông nhận định như thế nào về vấn đề này? Về thực tế mà nói thì mặc dù đây là một cái tàu sân bay tiếp 003 có nhiều cái công nghệ hiện đại, nhưng mà nếu so sánh với tàu sân bay của Mỹ về mặt kỹ thuật và về mặt tác chiến thì có một phần không bằng. Thì ở đây các chuyên gia so sánh cụ thể với tàu sân bay mới nhất của Mỹ, tức là tàu sân bay Ford, lớp Ford của Mỹ, thì rõ ràng là trong một số cái mặt về kỹ thuật không bằng. Ví dụ như là tàu sân bay Mỹ ấy, thì có gọi là bốn máy phóng, tức là máy phóng máy bay từ tàu sân bay lên không trung á, thì tàu sân bay của Trung Quốc chỉ có ba thôi. Số lượng ít hơn thì cái khả năng mà triển khai máy bay trên không nó ít hơn. Tức là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà xét về mặt kỹ thuật nữa thì người ta cũng nhận thấy là cái cách bố trí khung thân của tàu, cách bố trí những cái thang máy để nâng máy bay từ dưới gầm tàu để lên sàn tàu nó cũng ít hơn, và cái cách bố trí nó cũng không không hiệu quả bằng tàu sân bay của Mỹ. Ví dụ như là ở tàu sân bay Trung Quốc chỉ có hai thang máy để nâng máy bay lên thôi, trong khi tàu của Mỹ là có ba thang máy. Tức là số lượng mà Mỹ có thể triển khai máy bay lên boong tàu trong những trường hợp có xung đột á, nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với lại cái tàu sân bay tiếp 003 của Trung Quốc. Thì đó là những điểm mà nhìn qua thiết kế kỹ thuật cũng như nhìn qua những cái ảnh vệ tinh thì người ta có thể gọi là phân biệt được ha, về mặt mắt thường. Nhưng mà ở đây có một cái điểm quan trọng hơn rất nhiều, đó là yếu tố con người. Chúng ta phải biết rằng là Trung Quốc từ khi thành lập cho tới nay họ chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến một đối một với một cường quốc lớn hơn họ, đặc biệt là trên biển. Cho nên cái việc mà thiếu kinh nghiệm trong tác chiến trên biển nó là một trong những cái điểm yếu nhất của Hải quân Trung Quốc. Và người ta cho rằng là anh có thể có sức mạnh, anh có thể có vũ khí hiện đại, nhưng nếu như anh không có kinh nghiệm tác chiến thì cái việc mà anh có thể tối đa hóa cái sức mạnh của vũ khí nó bị giảm đi rất nhiều. Thì đây cũng là một cái điểm mà cũng cần phải lưu ý. Cái thứ hai á, là Trung Quốc nói thật ra là họ chưa có kinh nghiệm đóng tàu sân bay, trong khi Mỹ đã có, chắc là từ chiến tranh thế giới thứ hai rồi cho tới bây giờ là 70 80 năm họ có kinh nghiệm chế tạo và sử dụng tàu sân bay. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, và nó cho thấy cái khả năng vượt trội của Mỹ về mặt kinh nghiệm, cả kinh nghiệm vận hành cũng như kinh nghiệm sử dụng vũ khí trong chiến tranh. Và đây là cái điểm mà nhiều người nói là sẽ tạo ra một cái cán cân hơi chênh lệch và nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn nếu như thực sự có một cái cuộc đối đầu nào đó xảy ra. Tức là khi mà mình phân tích về cái đó thì, tức là phân tích về mặt cán cân á, thì ngoài cái yếu tố về kỹ thuật thì còn là yếu tố về mặt con người và lịch sử vận hành vũ khí. Thưa ông, việc Trung Quốc hiện đại hóa hải quân nói riêng và quân đội nói chung như thời gian qua có thể ảnh hưởng như thế nào đến an ninh khu vực ạ? Ở đây thì sẽ làm cái điểm thứ nhất là Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ đóng tàu của họ, vì trong một số mảng đóng tàu, đặc biệt là trong công nghiệp, thì Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ. Ví dụ như là cái tàu sân bay mới nhất đó, tiếp 003 đó, chỉ sử dụng cái động cơ
hơi nước thôi. Trong khi thực tế các tàu sân bay phải là sử dụng năng lượng hạt nhân thì mới có thể tối đa hóa năng lực. Rõ ràng nó thấy là vẫn có những mảng năng lực đóng tàu mà Trung Quốc chưa hoàn thiện và chưa thể theo kịp Mỹ. Trong tương lai họ chắc chắn dùng cách nào đó, có thể bằng tiền, có thể là bằng cái việc đánh cắp công nghệ chẳng hạn, bốn một thứ mà họ rất nổi tiếng, để họ thu hẹp khoảng cách về công nghệ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng phải nhấn mạnh thế này, việc Trung Quốc hiện đại hóa hải quân nói riêng và quân đội nói chung, nó không chỉ là mang, thứ nhất nó mang thông điệp truyền qua nước ngoài, thứ hai nó còn mang thông điệp truyền ngược lại trong nước nữa, để Đảng Cộng sản Trung Quốc chứng minh với người dân Trung Quốc thấy rằng là mình có tính chính danh về chính trị. Tức là chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể xây dựng một lực lượng quân quốc đủ mạnh để có thể bảo vệ cái gọi là chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Mà cái biểu tượng lớn nhất và gây ra một cái gọi là cái ấn tượng mạnh nhất đối với người Trung Quốc là gì? Tàu sân bay. Vì rõ ràng tàu sân bay là cái thứ vũ khí gọi là phức tạp nhất mà con người từng chế tạo đó, thì cái đó cũng là một loại gửi thông điệp trong nước. Cái thứ hai, đúng như là anh nói, cái việc xây dựng cái gọi là năng lực hải quân, người Trung Quốc họ cũng đồng ý rằng, tức là bên trong nội bộ cũng rất đồng ý rằng cái khả năng xảy ra chiến tranh là không có nhiều, nhưng vẫn cần phải duy trì một lực lượng quân sự có khả năng răn đe đủ mạnh. Khi mà một quốc gia có một cái năng lực răn đe đủ mạnh thì có thể tạo ra được một cái lợi thế rất lớn trên thực địa, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, trên bàn đàm phán, là cái thứ hai, tức là tạo thế mạnh cho ngoại giao của chúng. Và hoàn toàn họ có thể sử dụng hải quân như những công cụ, ví dụ như là ngày xưa có một khái niệm gọi là ngoại giao pháo hạm, thì bây giờ Trung Quốc cũng có thể sử dụng hải quân như là một cách để họ tăng cường cái sức mạnh thực địa cũng như là sức mạnh ngoại giao của họ khi mà họ tương tác với các quốc gia khác, nhất là với Mỹ. Thì cái này là một cái công cụ để giúp gọi là cân bằng quyền lực. Cái tiếp theo là gì? Cái tiếp theo rõ ràng là hiện nay thì toàn bộ cái nền kinh tế Trung Quốc họ dựa vào thương mại hàng hải rất nhiều. Và khi mà Trung Quốc xác định mình là một cửa biển thì họ không thể nào không đảm bảo cho luồng thương mại hàng hải của họ phải luôn luôn được thông suốt. Và để đảm bảo việc đó thì họ phải có lực lượng hải quân mạnh. Và nên nhớ thế này, việc sở hữu tàu sân bay tức là cho phép Trung Quốc triển khai sức mạnh hải quân của họ ra bên ngoài khu vực, tức là toàn cầu. Tức là họ đồng thời có thể triển khai hải quân để đảm bảo cho những tuyến đường hàng hải viễn dương của họ, tức là hàng hải toàn cầu của họ được đảm bảo. Thì cái này nó cũng là điểm mang yếu tố về mặt kinh tế và thương mại. Đấy, đảm bảo cái lợi ích kinh tế của Trung Quốc nó không bị ngứt quãng. Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thế Phương. Kính thưa quý vị, các ý kiến của chuyên gia Biển Đông Nguyễn Thế Phương đã khép lại chuyên mục Nhận định ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Sống vui khỏe.